lại cho cô nấu. Long ơi, đi lại chỗ hướng nhân viên rồi Long. Long, coi chừng có kiến cắn con đó. Đi con. Dơ. Kìa chú hướng nhân viên đi tuốt đằng kia kìa. Kìa chú Đồng đi tuốt đằng kia kìa, xa lắm rồi kìa. Đi lại chú. Đi theo chú kìa. Long không được leo. Long không leo, Long. Đi lên lối đi đi Long, đừng có đi xuống đó con. Lên lối đi là lát đá đàng hoàng nè. Có cây nhãn đẹp quá nè. Tối con có cá không? Cũng không có. Không có đâu ba. Ồ, cao đó, không bước xuống được đâu. Qua cầu không? Qua cầu không? Tiếp tục hả?
Chỗ này con ghé lần nào chưa Long? Hả? Đây lên đây. Giỏi quá giỏi. Đi cẩn thận cái rừng vấp đó. Cái cục đó đó hả? Bên này, vô giữa đi đi. Cái lối đi bên giữa nè. Ơi. Thi hài của vua Từ Đức không có nằm ở bên kia đó. Nhưng mà theo các nhà phong thủy á, thì giờ đó là thi hài của Từ Đức là nằm bên cái đồi bên kia. Anh tưởng chẳng cái chị qua bên kia. Nó còn bạn đó tìm được cái sâu á. Đây là 10 hectare không thể nào. Đây Long ơi. Cái này em đã giải thích rồi. Cái chị hỏi là tại sao mà không chung. Nè, thì có ba cái giải thích. Giải thích thứ nhất á, thì trước kia là vua Gia Long lên ngôi làm hai cục. Thì ông nghĩ là khi mà nhà Nguyễn tại vì chỗ đó là đại khác đã làm nhưng mình đã được làm một cái chỗ cho nên là tôn này không cho biết một. Cái thứ hai là trước khi là tôn vua là tôn toàn đặc đá quý chờ người ta nào bớt cho nên phải tôn một cách bí ẩn. Cái thứ ba là trước khi đó con thấy đường thông. Chạy đường đó đi. Đường đó hả? Lên nào. Đây này con.
nhưng người ta không có mở. Có mở cửa nè. Có. À, chưa còn nữa, có đây nè, con đây nè, đi vòng qua đây nè, vòng qua đây nè. Phía sau, phía sau này còn nữa nè. Xong rồi, chiếm chỗ cho con tiểu. Xuống rồi hả?